Ôi, rất vui đã gặp lại đại gia đình thân yêu của em trên kênh Cây Cảnh Giá Rẻ nha. Rồi, chào cả nhà, chúc cả nhà buổi tối nhiều niềm vui và sức khỏe tràn trề nha. Rồi, đầu bữa hôm nay em giao lưu nha, xã Lô Mai vàng giá rẻ anh em ơi. Nói chung là lô này cực kỳ là rẻ, mềm mại luôn, cực kỳ là mềm luôn nha. Mà bao sóng, trong đó đã bao sóng cho anh em bỏ số tiền ra chơi, không bao giờ mà sợ mất nha. Đó, cứ đầu tư, mua chơi bên em. Đó, anh em có mua đi bán lại, vẫn có lãi. Tại vì bên em bán cây rất là rẻ anh em. Nó rồi anh em ơi, em có một đôi lời nói là bên em bán cây bao sống cho anh em đó, thì anh em có thể gửi cho em 2 tháng, đến khi mà lá già thì em giao cho anh em như thế này nha. Nó anh em không có thời gian hoặc là anh em nhận trước thì em vẫn bao sống thôi. Nó còn anh em nào cũng cần ghép hay gì đó cứ alo cho em 1 tiếng nha, rồi em sẽ nhận ghép cho anh em. Nó làm cho anh em tới thành phẩm cũng có nhận luôn nha. Rồi, với đầu tiên cây số 1 của tối hôm nay. Thì tối hôm nay cây số 1 này nó em giao lưu với anh em là 1.200k thôi, vào đúng số luôn chị. Mở hàng cái cây này đó, 45 hoành là 45, cây đặc anh em nha, cây này đặc thù luôn nha, 47 cao cao 47, 47 bầu đế 52 bầu đế 52 luôn, quay vòng chị, cây đặc anh em nha, chi chốt vót bút măng anh em nha. Nó 1.200k, giá cực kỳ mềm mại anh em ơi. Nó chi chốt đế đế khá là đều nha, đế khá là đều anh em ha, đế nở nha, đế nở khá là đều nha, chỉ có 1.200k thôi anh em ơi, 1.200k thôi, cây to luôn anh em nha, 45 hoành mà chỉ có 1.200k thôi anh em ơi. Rồi em xin phép xuống clip cây số 1 và em tiếp tục với cây số 2 cả nhà mình nha. Rồi, gốc số 2 này là một đôi quy ngưng rất là đẹp anh em nha. Đó, một đôi quy ngưng, cái này là hai cây anh em nha, hai cây nha, cái này hai cây, xoay bộ đế xem chị, cái này bộ đế rất là đẹp anh em. Đó, đôi quy ngưng co lắc dữ dội anh em ha, cây co lắc dữ dội luôn anh em, nó cây co lắc chữ ớt luôn anh em ơi. Nó tuy nhiên thì bên đây có cái lũa anh em nha, nó mà cây rất là đẹp anh em, cây này đẹp rất là duyên nha, để cám mà cù quá dữ luôn. Nó quay chị đó. Rồi cái này chị đâu hoành tổng chứ, đi hoành tổng hai cây rồi chia ra từng cây luôn. Đôi quy ngưng, một đôi quy ngưng rất đẹp anh em, tổng 70, hoành tổng là 70. Cái này lên cái này mà cây, làm tiểu cảnh một rất là cây đẹp anh em. 32. Ở đâu đo ngay đó không được, không phải đâu mà đo gì không có đúng cái hoành đó đây thôi. Ở đây nè, đó đây ngay hoành đó. Một cây 32, một cây 44, 44 chị đo cái này lại, cái này đo gì không đúng. Rồi đo lên đó, 34, 34. Một cây là 34, một cây là 44 anh em nha. Nó hai cây rất là đẹp anh em. Nào quay vòng nó đi. Cao chiều, cho chiều cao luôn chị, quay vòng chị. Cao 35. Cao 35. Bầu đế 60 nha. Bầu đế 60. Rồi quay vòng chị, bầu đế hột xoài anh em nha. Bầu đế hột xoài. Đôi quy ngư rất là đẹp anh em. Đôi quy ngư rất là đẹp nha. Rồi cái này em giao lưu với em là 2.000k, chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Bên em là bao sống anh em nha. Nó cây quá tuyệt vời anh em ơi. Đó, cây quá tuyệt vời anh em, đồ nguyên rất là đẹp anh em, chỉ có 2.000k thôi anh em ơi, đồ nguyên rất là đẹp nha. Rồi em xin phép xuống clip cây số 2 và tiếp tục với cây số 3 anh em ơi. Rồi tiếp tục với cây số 3, chúng ta là một cây dáng bay anh em ơi, một cây dáng bay hoành khá là to, hoành vô hoành anh chị, cây dáng bay rất là hay anh em. Đó, hoành 45, hoành là 45, thì cây này em cũng giao lưu với anh em là 1.000k luôn anh em ơi, hoành rất là to anh em. Đó, cao 54. Cao là 54 anh em ơi. Bay 50. Rồi bay 50 luôn. Đó, cây này em giao lưu anh em là 1.000k thôi, 1.000k thôi, bộ đế rất là duyên nha. Cây có hơi lũa bên đây anh em. Cây có hơi lũa bên đây nha, chỉ có 1.000k thôi, giá cực kỳ là rẻ anh em ơi. Nó 1.000k lấy công đi đào thôi anh em. Đó. Rất là rẻ anh em nha, giá cực kỳ là mềm mại luôn. Xin anh em đừng mặc cả nha, giá cực kỳ là mềm mại à, chỉ có 1.000k cho cây bay này thôi anh em ơi. Rồi, em xin phép xuống clip cây số 3 và tiếp tục với cây số 4 anh em ơi. Rồi, tiếp tục một cây bay tiếp theo là cây số 4 của mình, một cây bay một cốt anh em ơi, một cây một cốt luôn. Cây này có hành khá là trọng anh em, vào luôn số luôn chị, cây đặc luôn anh em ơi. Cây này hành khá là trọng nha, cây đặc luôn anh em. Đấy khá là đều luôn nè. 50. Không đo đợi, đo xéo thước rồi, xéo thước rồi, đo lên. 48. Hoành là 48 anh em ơi. Cao 55. Cao 55 luôn.
Bầu đế 52. Bầu đế 52 quay vòng chị. Rồi, cây đặt khá là êm luôn anh em ơi. Cây quá êm luôn anh em. Đó, một cây bay. Khá là êm luôn. Đó. Ủa, anh em báo giá cây này chưa? Chưa. Thôi, cây này cũng nhẹ nhàng luôn. 1.000k luôn anh em ơi. 1.000k luôn, cho nhanh cho rồi luôn. Đó, 1.000k lấy công đi đầu thôi anh em. 1.000k thôi, giá cực kỳ mềm mại luôn nha. 1.000k thôi anh em ơi. Rồi, nhanh tay chốt anh em nha. Em xin phép xuống clip cây số 4 và tiếp tục với cây số 5. Tiếp tục với cây số 5 chúng ta là một cây rất là hay anh em ơi, một cây đế rất là đều đẹp luôn. Nó như là cái búp măng luôn anh em. Giót. Giót rất là đẹp luôn anh em ơi. Nó quay vòng chị. Đế 24 giờ luôn anh em nha. Anh em thấy rõ ràng ha, đế 24 giờ luôn nha. Chị chốt đóng rất đều giót búp măng luôn anh em. Nó. Quá em cả nhà mình ơi, quá em cả nhà mình ơi. Đó, thì cái này em giao lưu với anh em chỉ có 1.800k thôi nha. Chưa bao gồm phí vận chuyển của anh em là bỏ sống, cây rất là duyên nè. Vô phân số luôn chị. Cây rất là duyên luôn anh em ơi. Hoành là 48. 48 50 non mà chỉ có 1.800k thôi nên mà cây quá đẹp luôn em. Cao 47. Cao là 47 nha. Bầu đế 52. Bầu đế 52 quay vòng luôn chị. Ồ, quá đẹp anh em, một cái củ lên giót đầu quá đẹp luôn anh em ơi. Một củ hai thân xoắn. Đó, một cái chi kia xoắn qua chèn qua luôn. Rất là đẹp anh em. Đó, chỉ có 1.800k thôi anh em ơi. 1.800k thôi, rất là rẻ luôn ha. Đế 24 giờ anh em thấy rõ ràng ha, đế 24 giờ luôn nè. Đó, cây rất là duyên, rất là đẹp luôn nha. Chỉ có 1.800k thôi anh em ơi. Đó, nhanh tay chốt cái lô này rất là rẻ nè anh em nha. Rất rẻ, cực kỳ rẻ, cực kỳ rẻ luôn anh em ơi. Đó, cây bên em là bao sống, anh em bỏ số tiền ra chơi là khỏi sợ mất mát cái gì đâu nha. Đó, bỏ tiền ra là có cây chơi thôi. Bên em là bao sống hoàn toàn 100% anh em nha. Đó, anh em không có thời gian gửi thì cứ bỏ cho em một cái luôn nó, vậy là thôi làm giao thôi. Rất là ok, rất là chuyên nghiệp luôn anh em. Đó, khỏi sợ nha. Đó, anh em bỏ số tiền ra chơi là sẽ làm hài lòng cho anh em luôn. Bảo đảm phải làm cho anh em hài lòng. Rồi, em xin phép kết thúc clip cây số 5 và em tiếp tục với cây số 6 cả nhà mình ơi. Ôi, tiếp tục với cây số 6 của chúng ta là một cây một cốt lùng lực luôn anh em ơi, quay vòng luôn chị. Một cốt lùng lực luôn anh em ơi. Nó cây hành khá là to, khá là trọng mà cây này em giao lưu cho anh em chỉ có 800k thôi anh em. Cây này giao lưu cho anh em chỉ có 800k lấy công đi đầu thôi. Anh em thương tình anh em ra đi xa cực khổ lấy cây bự già bá luôn, bán rẻ rề luôn. Anh em thương tình ủng hộ giùm nha. Nó chỉ có 800k thôi anh em ơi, vào thông số luôn chị mình ơi. Giá cực kỳ mềm mại anh em, lấy công đóng công lao động để đi làm thôi anh em ơi. Đó, anh em thương tình chốt giùm nha. Đó, chỉ có 800k bên em đã bao sống rồi, anh em bỏ số tiền khỏi sợ 50. Nha. Hoành 50 luôn, khá là to anh em ơi, hoành 50 luôn nha. 34. Cao là 34 anh em ơi. Bầu đế 51. Bầu đế 51 luôn, cây quá ok luôn anh em ơi. Bộ đế nè, anh em thấy rõ ràng không? Chỉ có 800k mà bộ đế cỡ này nè, một cốt lùng lực luôn anh em. Quá dữ dội anh em ơi. Quá dữ dội luôn ha, chỉ có 800k thôi anh em ơi. Hãy nhanh tay chốt cái mã số 6 này đi anh em. Chỉ có 800k thôi nha. Rồi em xin phép xuống clip tại đây và tiếp tục với cây số 7. Rồi em tiếp tục giao lưu anh em với cây số 7 của chúng ta. Một cây trà bá luôn anh em ơi. Một cây bị trà bá luôn mà lũa ở giữa anh em nha. Mà cây này em giao lưu cho anh em chỉ có 800k thôi. Bà bao sống luôn anh em nha. Vào thông số luôn chị. To đùng luôn anh em ơi. To đùng luôn anh em ơi. Mà chỉ có 800k thôi. Nó công giá công khiên. Hoành 54 luôn. Chỉ lấy công giác công khiên công đào thôi anh em ơi. Giá cực kỳ mềm mại luôn. Cao là 48 luôn anh em ơi. Bầu đế 52. Bầu đế 52 luôn, quay vòng luôn chị mình ơi. Nó à, nó có nó bọng ở giữa nhưng mà cái được thất nó to xác mà cái hai nó giá cực kỳ là rẻ anh em ơi. Cực kỳ là rẻ, chỉ có 800k thôi mà tiệm đâu ra nữa anh em ơi. 800k một cây to đùng luôn anh em, chỉ có 800k thôi mà bả bao sống rồi. Nó chơi là tự tin chơi, mạnh tay chơi cho anh em chốt đi. Em đã bao sống rồi anh em cứ tự tin mạnh dạn chơi nha. Đó, đây là mai vàng anh em nha. Đây là mai vàng của mình ghép loại mai nào vào cũng được anh em nha. Đó, rồi em xin phép kết thúc clip cây số 7 và tiếp tục với cây số 8 anh em ơi. Rồi em tiếp tục với cây số 8 của chúng ta. Cây số 8 chúng ta là cây khủng anh em ơi, cây rất là to luôn, rất là to luôn. Cây này em giao lưu anh em chỉ có 700k thôi anh em. Vào thông số luôn chị. Giá cực kỳ là mềm mại cho anh em chơi, mạnh tay chốt anh em nha. Lâu bữa nay em xả cái lô mai cực kỳ là rẻ luôn anh em. Cực kỳ là rẻ, giá chỉ vài trăm thôi. Thành 52 hoành anh em nha, 52 hoành mà chỉ 700k ra. Cao 38. Cao 38. Bầu đế 54. Bầu đế 54, trời ơi cây mà có 700k thôi anh em ơi. 700k chắc anh em mướn người ta đi đào, người ta vẫn chưa đào đâu anh em. Đó, bên đây nó có lũa anh em nha. Đó, bên đây nó có lũa anh em. Đó, bên đây có lũa nha. Đó, 700k anh em ơi, nhờ người ta đi đào, người ta cũng không đi đào đâu anh em ơi. 700k với cây hoành 52.
Tiền băng keo, tiền xăng, tiền xe nằm trong đó hết luôn anh em ơi. Giá cực kỳ là rẻ anh em ơi, 700k thôi. Nhanh tay chốt cái cây số 8 này đi anh em ơi. Đó, chỉ có 700k thôi. Rồi, em xin phép xuống clip tại đây và tiếp tục với cây số 9 cả nhà ơi. Rồi, em xin phép tiếp tục với cây số 9 của chúng ta. Cây số 9 này một cây là dáng bay anh em ơi. Cây dáng bay anh em ơi, vô hoành không chị? Cây đặt anh em nha, cây này đặt anh em nha. 45 không? 41. Hoành là 41. Một cây bay chi chốt quá đẹp anh em. 38. Cao 38. Bầu đế 50. Bầu đế 50, cây này em giao lưu anh em 1800k bao sóng anh em nha. Chưa bao gồm phí vận chuyển của anh em là bao sóng, bộ đế rất là đẹp anh em à. Bộ đế rất đẹp chỉ 1800k thôi, giá cực kỳ là rẻ luôn anh em ơi. Nó cây đặt tu chi chốt nhỏ giót đầu hết anh em ơi. Cây này ghép về một cái một là khoảng năm sau có chơi anh em à. Tại vì nhánh ghép nó đi như dòng mai rừng này đó thì cái nhánh ghép vô đi rất là nhanh. Nhanh hơn mai nhà mình nhiều lắm. Đi ịnh vô đã đi thấy anh em thấy thương luôn. Nó chỉ có 1800k thôi anh em ơi. Em xin phép xuống clip cây số 9 chúng ta phải tiếp tục với cây số 10 luôn anh em ơi. Rồi, tiếp tục với cây số 10 chúng ta là một cây một cốt đặc trực anh em ơi. Dán trực một cốt đặc anh em nha. Vào thông số luôn chị. Thì cái này em giao lưu với anh em chỉ có 1000k thôi anh em, 1000k thôi, giá cực kỳ rẻ luôn anh em. 51. Hoành 51 anh em ơi, hoành 51 mà chỉ có 1000k thôi anh em ơi, 1000k. Cao 70 luôn. Bầu đế 50. Bầu đế 50 quay vòng luôn chị. Cực kỳ là rẻ luôn anh em ơi, cực kỳ là rẻ luôn anh em ơi. Đó, bên đây nó có lũa sẹt anh em nha, lũa thôi, cây đặt mình nha, cây mình đặt anh em nha, có lũa sẹt thôi. Rồi. Chỉ có 1000k cho cây hoành 51 dán trực nè anh em ơi. Bỏ 1000k ra có con cây khổng lồ chơi luôn anh em ơi, đã bao sóng luôn rồi. Rồi, em xin phép xuống clip cây số 10 và tiếp tục với cây số 11 anh em ơi. Rồi, em xin phép tiếp tục với cây số 11 của chúng ta, một củ búp măng vô thông số chị. Một củ búp măng. Rồi đo hành đó chị, xuống đo hành cũ nữa. 53. Hành 53 rồi xuống đổi cũ luôn chị. 62. Cũ là 62 anh em ơi. Nó thì cái này em giao lưu với anh em chỉ có 2000k thôi anh em, một cây giót búp măng. Em lấy cho anh. Cao là 35. Bầu đế 52. Quá lực luôn anh em ơi, chỉ 52. Có 2000k thôi anh em nha, chỉ có 2000k cây đeo bao sóng nha. Bên đây là có lũa trong anh em nha. Đó, bên đây có lũa trong. Đó, nhìn như hải cẩu vậy anh em. Nó nhìn như hải cẩu vậy nè. Nó chỉ có 2000k thôi mà cây rất là lực, một củ rất là lực anh em nha. Rồi, em xin phép xuống clip cây số 11 và tiếp tục với cây số 12 anh em ơi. Rồi, tiếp tục với cây số 12 chúng ta là một cây lùng lực luôn, vào thông số luôn chị. Đó, cây này khá là to, rất là to anh em, cây này khoảng 55 hoành. Đó, cây này phải 55 hoành anh em ơi. 55. 55 hoành luôn anh em ơi. Nhìn cây là biết luôn anh em ơi. 42. Cao là 42. Bầu đế 54. Bầu đế 54 quay vòng luôn chị. Đó, bầu đế rất là đẹp anh em nha. Rồi, cây này em giao lưu anh em là 800k. Nó bộ đế như vậy mà có 800k đây anh em ơi. Bộ đế như vậy mà có 800k thì tìm đâu ra nữa anh em ơi. Chốt nhanh tay anh em ơi. Nhanh tay cho cây số 12 này chỉ 800k thôi. Bên em là bao sóng nha anh em nha. Bên em là bao sóng luôn rồi anh em, cứ tự tin chơi nha. Cứ chốt đi, thích cái nào chốt cái đó. Chốt 3, 4 cây, 4, 5 cây vô anh em ơi. Giá cực kỳ là rẻ anh em ơi. Giá cực kỳ là rẻ luôn, chỉ có 800k. Rồi đào ở đâu ra tìm cây 800k như vậy anh em, mà nó là mai vàng anh em nha. Một cây mai vàng đó, hoành 55, 800k. Quá xá rẻ anh em ơi. Rồi, em xin phép xuống clip cây số 12 và tiếp tục với cây số 13 luôn anh em nha. Rồi, tiếp tục với số mấy chị? Cây số 13 của chúng ta là một cây rất là quái anh em ơi. Một cây trực lắc anh em nha, trực lắc chi chốt đóng rất là đẹp luôn. Bộ đế cực kỳ là dễ thương luôn. Nó bộ đế nôm dễ thương cực kỳ luôn nha. Cái này em giao lưu anh em mà 1500k thôi anh em ơi. Cây số 13 này chỉ có 1500k thôi anh em nha. Vào thông số luôn chị ơi. Giá cực kỳ mềm mại anh em ơi. Cây này nằm hoành cỡ 48-50 xuống xíu. Rồi. Xuống lên đừng cho cắn vô cổ rễ. Rồi. 50. Hoành 50 anh em ơi, mà 1500k cây quá dễ thương luôn anh em ơi. 55 cao. Cao 55. Bầu đế 53. Bầu đế 53 xoay vòng luôn chị. Cây dễ thương dễ sợ luôn anh em ơi, dễ thương quá dễ thương luôn rồi. Chi chốt nhỏ xíu tay cành giót như vậy mà như cái bo ghép vô rất là lực chi anh em nha. Nó quá ok rồi cả nhà mình ơi. Rồi 1500k có cây số 13 anh em nha. Rồi em xin phép xuống clip cây số 13 này về tiếp tục với cây số 14 anh em ơi. Rồi, tiếp tục với cây cuối clip của chúng ta là cây số 14 anh em ơi. 14 này là
cái dáng mẫu tử anh em ơi, dáng mẫu tử giống người mẹ đang ôm người con lại anh em ơi. Đây là hai cây mà hai cây đã dính liền với nhau anh em nha. Cái này là hai cây dính liền với nhau anh em nha. Rồi cái này em giao lưu với anh em là 1800k anh em nha, 1800k, ô lộn 1500k thôi, nhầm sorry anh em, sorry nha. 1500k thôi anh em, vào thông số như vậy. Vô hành tổng luôn chị, khỏi từng cây đâu, hành tổng luôn đi. Cây này dính liền khó đó. 51. Hoành là 51. Cao 60. Cao là 60 anh em ơi. Bầu đế 57. Bầu đế 57 luôn, giá quá rẻ, quá rẻ, 1500k nó tay cảnh dễ thương chưa? Ôm sát luôn anh em ơi. Nó ôm sát luôn, ôm sát luôn, chỉ có 1500k thôi anh em ơi. Cây quái dễ thương quá dị luôn anh em ơi. Mai nhà thì tìm mấy thế thần này không có đâu anh em. Chỉ có mai rừng thôi, chỉ có những nét đẹp hoang sơ tự nhiên, những nét để mang đến những nét đẹp hoang dã cho anh em. Nó mà giá cực kỳ mềm mại, chỉ đóng công lao động để đi làm thôi anh em ơi. 1500k cho cây số 14 này anh em, nhanh tay chốt nha. 1500k thôi anh em ơi, 1500k rồi, đây mới là cây cuối clip. Rồi em xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà trên 7 giờ 19 giờ tối hàng ngày anh em nha. Đó, chúc anh em cả nhà gia đình đam mê mai vàng rừng của mình có một buổi tối nhiều niềm vui và sức khỏe, quay vần bên mái ấm gia đình. Có đi chơi hay cái la cà cà phê gì đó thì hãy nhớ bật cây cảnh giá rẻ giới thiệu giùm em cho mọi người cùng biết nha anh em nha. Cho mọi người cùng biết để em có cái động lực để mang đến những cây giá rẻ hơn nữa cho anh em nha. Hãy nhớ share, đăng ký và chia sẻ cho em anh em nha. Rồi, chào tạm biệt cả nhà luôn chị. Rồi, em xin tạm biệt cả nhà nha.